Chào các bạn, đây là một đoạn đường chạy trong thành phố. Thì nó có đường xe đạp riêng nè. Mấy bên ngoài là đường xe hơi, phía bên kia là dãy nhà chung cư của người ta ở. Bên này là công viên xanh tươi. Công viên thấy đẹp không các bạn? Ai muốn vô thì vô. Đặc biệt ở đây là người ta không có làm hàng rào. Những cơ sở hành chính này kia cũng vậy, không có hàng rào, người ta mở hết á, nên nhìn thấy thoáng lắm. Cũng chẳng có thấy bảo vệ, không có ai bảo vệ gì cả. Cho các bạn xem. Bây giờ Minh Châu đang đi siêu thị mua mấy cây bông về nhà trồng. Chỗ nào xe hơi đậu thì đậu, chỗ nào đường xe chạy thì chạy, đường xe đạp thì mình chạy đây, nên mình không có sợ bị tai nạn gì cả. Người đi bộ thì bên đây, đây là thùng rác. Mấy trước mặt Châu, Minh Châu là một cái nhà máy dệt. Ngày xưa thì nhà máy dệt rất lớn, nhưng mà bây giờ thì mấy cái ngành này ở đây nó không có thịnh hành nữa, nên nó thu nhỏ lại rồi. Đây là một cái ngã ba có đèn xanh đèn đỏ, các phương tiện xe chạy. Đừng lên nha các bạn. Đang có một chiếc xe buýt chạy tới. Trước mặt là một cái xe taxi, và ngay đây là một cái xe điện chạy trong thành phố đó các bạn. Nó cũng ra ngoại ô mấy cái vùng lân cận, và nó chạy trên cái đường ray y chang xe lửa vậy đó. Xe buýt ở Liên ở Liên Cao, và xe điện ở đây nó như thế này. Một vé xe đó thì là có thể đi được tất cả các loại phương tiện trong thành phố. Xe thì họ trang trí quảng cáo đủ thứ hết á. Xe điện chạy qua, rồi bây giờ mới tới xe hơi chạy. Rồi, chào các bạn ha.